Chúa tể mù đường. Này chú gì ơi, gì thế ông già? Chú cũng đi chuyến tàu tới phải không? Làm ơn tiện thể xách hộ lão cái túi này với, nặng quá. Tôi đang vội lắm, ông nhờ người khác đi. Đang vội thì gặp lão già lắm chuyện. Đi đứng gì mà không nhìn ai hết vậy? Này anh kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Tôi đang vội, sắp muộn tàu rồi. Anh chỉ nghĩ có anh vội thôi, còn người khác thì không vội hả? Rơi đồ thì nhặt lên cũng được chứ sao? Làm rơi đồ của người ta thì phải có được một câu xin lỗi chứ. Đúng rồi, vội thì ai chẳng vội, tàu sắp chạy rồi. Anh nghe thấy mọi người nói gì chưa? Thật là thiếu ý thức. Cô muốn gì hả? Thích lên giọng với đây không? Tránh ra để tôi đi. Tôi mà bị muộn tàu thì cô đừng có trách. Trời đất, sao lại ghen ngang như vậy chứ? Chỉ còn 3 phút nữa là chuyến tàu SI5 của chúng tôi khởi hành. Mời quý vị nhanh chóng lên tàu để chuyến tàu chuẩn bị rời ga. Cụ ơi, túi của cụ đây ạ. Cảm ơn cháu. Cháu tốt quá. Mày coi cháu giúp chứ không thì lão muộn tàu mất. Không có gì đâu ạ. Ở hoàn cảnh của cháu thì ai cũng sẽ giúp cụ thôi ạ. Cháu đi tìm chỗ của mình đây ạ. Cảm ơn cháu nha. Lại gặp ông già ở đây. Ông có việc gì quan trọng mà sợ muộn tàu? Không đi chuyến này thì đi chuyến khác có sao đâu. Tôi về quê ăn dỗ, không thể muộn được. Cô nhìn gì? Cô vẫn muốn hỏi tội tôi về việc làm rơi túi sách của cô hả? Không, tôi thấy anh đang ngồi vào chỗ của tôi. Đây là chỗ của tôi. Không, rõ ràng là chỗ của tôi mà. Sao lúc nào cô cũng muốn gây sự với tôi thế nhỉ? Nè, cô nhìn cho kỹ đi. Đây, toa 7, số ghế 45. Đúng chưa? Đúng số toa, số ghế rồi. Nhưng tôi thấy... Giờ cô đừng có làm phiền tôi nữa. Bực mình à. Nè cô gái, ngồi xuống đây với bà cũng được. Chứ đi đường xa sẽ mỏi đây. Cháu cảm ơn bà. Thấy chú vội lên tàu như thế, chắc hẳn có việc gì rất quan trọng cần đi phải không? Đương nhiên rồi ạ. Một việc rất quan trọng không thể không có mặt được. Này cháu, chú ấy có việc rất quan trọng nên cháu bỏ qua cho người ta đi. Những người như thế cần phải nhận được một bài học cụ ạ. Lão biết, nhưng có lẽ không cần thiết phải như thế. Cháu nói cho anh ta biết đi. Thôi được rồi. Nè anh kia, cụ đã nói thế thì thôi tôi cho anh biết đi. Chỗ ngồi của anh đúng số ghế rồi, nhưng là của một chuyến tàu khác chạy cùng giờ với chuyến tàu này. Anh lên nhầm tàu rồi. Cái gì? Nhầm tàu? Ừ, đúng là nhầm thật. Chú nhanh lên thì còn kịp. Thế mà không nói sớm cho người ta. Thì cô ấy cũng đã nói rồi mà. Ở đời, cái khó nhất chính là đối nhân xử thế. Biết sai thì phải sửa nhé. Thôi nhanh lên kẻo muộn tàu. Dạ, cháu cảm ơn mọi người. Giá trị của cái bằng. Chúc mừng cưng đã về với đội của anh. Không được, cao quá mọi người sẽ khó nhìn thấy. Ok, đúng là đập ngay vào mắt. Ngày đó sẽ không xa. Và chúng ta là người chiến thắng. Ái chà, chỗ mới này rất thoải mái. Mình thích anh chàng này, rất biết trân trọng tri thức. Này này, anh bằng khen, khép bớt bớt lại. Để cho bác hình gia đình còn đứng với nữa chứ. Ồ, xin lỗi ông cụ nhé. Tôi còn không biết đến sự tồn tại của ông cơ đấy. Mà ông cũng từng đó tuổi rồi, lại còn tàn phế nữa.
lui vào trong cho người ta tỏa sáng cũng phải thôi. Cái thằng này lao quá. Bác hình gia đình là ở đây lớn tuổi hơn cả, và lại được cậu chủ yêu quý nhất đấy. Ôi trời, nói chi cho nhiều. Cứ nhìn vị trí của nhau trên cái kệ này cũng hiểu mình đứng đâu trong lòng cậu chủ nhé. Cậu thì chỉ là một chút hào quang đầu đời của cậu chủ, nên cậu ấy nâng niu bây giờ thôi. Chứ tôi biết bác hình gia đình mãi mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy. Thôi thôi, thảo nào cậu chủ chẳng thèm thay pin cho ông. Chắc cậu ấy cũng phát ngán với tiếng leo nhéo nhắc nhở của ông rồi. Cha cha, ếch thật đấy. Cậu làm tụi này xách dép đuổi theo không kịp rồi. Công nhận đấy, đời tớ chỉ cần có một cái bằng danh giá như thế này coi như là mãn nguyện rồi. Ơi, tớ phải tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, rụng mất cả tỷ neuron thần kinh mới có được nó đấy. Chả thế nữa, cái bằng này coi như là một tấm vé hạng nhất vào đời rồi. Nào, nâng ly chúc mừng Nam đạt thành tích xuất sắc này nhé. Có gì nhớ đừng quên anh em nha. Nghe chưa, nghe chưa? Hãy nhìn tôi đem lại bao nhiêu vinh quang và tự hào cho cậu ấy nhé. Cũng phải, hồi đó ba mẹ cậu ấy cũng rất mong cậu có được ngày này. Phải chi giờ này họ còn sống, chắc cũng sẽ rất tự hào. Nhớ ngày đó. Ôi dào, thời này là thời nào, còn ôn chuyện xưa tích cũ nữa. Cứ sống với ký ức và kỷ niệm thì làm sao mà phát triển được. Sống là cứ phải tiến về phía trước. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày cậu sẽ trở thành kỷ niệm thôi sao? Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Mà tôi lại chính là minh chứng cho đẳng cấp của cậu chủ. Anh yêu, chúc mừng anh. Xin lỗi vì hôm qua bận, không tới chung vui với các anh được. Ôi, anh chờ em mãi, em xin lỗi, bù cho anh đây. Đẹp quá, em cũng đang cố gắng phấn đấu để đoạt giải cho xứng với anh đây. Cái bằng trao cho em mới phải. Anh được như thế này phần lớn là nhờ em. Ôi ôi, cái cậu này, tôi đâu phải là thứ để trao cho ai cũng được. Tôi chỉ dành cho những người thực sự xứng đáng thôi. Đừng có mà tùy tiện như vậy. Không, nó là minh chứng cho thực lực và tài năng của anh. Em đâu có xứng. Coi như cô cũng biết điều. Vậy giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi phải không? Hứa à, anh hứa gì? Anh đã hứa, sau khi tham gia cuộc thi này, anh sẽ đưa em về quê thăm mộ ba mẹ anh mà. Anh quên sao? Cô em ơi, đàn ông là thế đấy. Sự nghiệp và danh vọng luôn quan trọng hơn tình yêu và gia đình. Cũng tùy độ tuổi và thời điểm thôi. Sống bằng tuổi tôi, các cậu sẽ thấy họ có leo cao cỡ nào, đi xa đến đâu thì cuối cùng cũng trở về với gia đình thôi. Ôi dào, cái đó luôn chuẩn trên lý thuyết đấy. Thời của các cụ thì mãi mãi chả bước ra khỏi trang giấy được đâu. Cháy, cháy kìa. Ôi, có ai gọi cậu chủ không? Theo kinh nghiệm bấm giờ của tôi thì với tốc độ bén lửa thế này, chỉ 5 phút là lửa sẽ đến chỗ chúng ta. Này này, cậu bằng khen, cậu giỏi lắm mà, nghĩ cách gì đi chứ. Đồng ý là tôi giỏi thật, nhưng mà lúc này tôi không biết nên áp dụng kiến thức gì đây. Ôi, cậu dậy rồi, mau mau cứu tôi nào. Đưa tôi ra khỏi đây lẹ lên đi. Tôi mà bị cháy là coi như tương lai của cậu cũng thành tro luôn đấy. Đứng đấy mà nhìn nữa, mang tôi ra lẹ lên. Ơ kìa, mà quay lại đưa tôi ra với chứ. Quay lại đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.